Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả đề án phát triển trường trung học phổ thông chuyên từ năm 2010 tới 2020. Tại hội nghị này, thì các ý kiến đều đánh giá là 10 năm qua, các tỉnh thành trên toàn quốc đều đã tăng cường đầu tư phát triển trường chuyên. Quy mô trường chuyên tăng cả về số lượng trường, số môn chuyên và tỷ lệ học sinh chuyên. Nhiều địa phương ưu tiên ngân sách đầu tư nâng cấp trường chuyên thành các trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại. Một số có chất lượng giáo dục ngang tầm với các trường trung học tiên tiến trong khu vực và quốc tế. Đội ngũ giáo viên trường chuyên không chỉ giảng dạy các học sinh chuyên, dẫn dắt các đội tuyển học sinh giỏi, mà là lực lượng nòng cốt, là đầu tàu, truyền cảm hứng cho đội ngũ giáo viên của tất cả các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng là một số trường chuyên hiện nay đạt đến đào tạo nhân tài với quan điểm phương pháp phù hợp, nhưng một phần vẫn đang đứng ở mức là trường chất lượng cao và trường chọn mà chưa thực sự phải là trường chuyên. Cần tránh quan điểm coi trường chuyên để có học sinh giỏi, có các giải thưởng, các huân huy chương, mà cần có quan điểm đúng về phương diện đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và lấy đó làm trọng tâm trong phát triển. Thực tế thì rất nhiều học sinh trường chuyên đã thành công. Uy tín của những trường chuyên có lẽ là điều không cần phải bàn cãi. Thế nhưng xét về hiệu quả của mô hình trường chuyên thì cũng có thời điểm bùng nổ tranh luận. Người thì cho rằng là trường chuyên có vai trò quan trọng trong dạy học sinh năng khiếu, trong phát triển nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Thế nhưng cũng có những người cho rằng hệ thống trường chuyên có bất cập. Thậm chí là vào năm 2020 thì tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, một cựu học sinh của trường chuyên hàng đầu Việt Nam chúng ta Amsterdam, đã đề xuất là nên xóa bỏ luôn mô hình trường chuyên trên cả nước để tránh áp lực cho học sinh. Và từ đây cũng đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn. Lập luận được tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đưa ra là mô hình trường chuyên tồn tại nhiều bất cập. Chẳng hạn, sử dụng ngân sách nhà nước từ tiền thuế của nhiều bố mẹ khác để đầu tư cho học sinh trong trường là không công bằng. Đồng thời, việc chạy đua để vào trường chuyên khiến nảy sinh các tiêu cực như phụ huynh chạy trọt để con em có bảng điểm đẹp, có giải thưởng, làm gia tăng dạy thêm, học thêm. Từng là một cựu học sinh chuyên, ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, ông ủng hộ trường chuyên công lập vì hệ thống đó là cần thiết, giúp đào tạo nguồn nhân lực vượt trội, tạo điều kiện cho người có năng khiếu trong từng lĩnh vực phát huy được tố chất của mình, nhất là với những học sinh nghèo. Theo ông Dũng, điều cần lưu ý đó là phải loại bỏ những tiêu cực xuất hiện ở đây đó, như việc chạy trọt để đỗ, cách đánh giá không hợp lý, làm sao để con nhà nghèo có năng lực để vào trường và được trợ giúp. Phải chống những tiêu cực đó, chứ không phải bỏ mô hình này. Bà Nguyễn Thị Thu, một chuyên gia giáo dục, tác giả cuốn sách Kỷ luật mềm của trái tim thì cho rằng mô hình trường chuyên vẫn cần thiết và nên có những đổi mới thay vì bàn đến chuyện xóa bỏ. Quan trọng nhất là phụ huynh cần thay đổi tư duy và nhận thức trong việc lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp với con em mình. Không nên tạo áp lực khiến con rơi vào trạng thái mệt mỏi, áp lực và chán nản. Trường chuyên thì cần chú trọng hơn nữa các môn không chuyên, giúp học sinh được hưởng thụ một nền giáo dục toàn diện, phục vụ cho cuộc sống bản thân cũng như phát triển năng lực tư duy tốt. Bày tỏ quan điểm trên một tờ báo điện tử, tác giả Phú Quý cho rằng hướng đi có thể cân nhắc, đó là đưa tất cả các môn học bắt buộc về kiến thức cơ bản khái quát nhất mà một học sinh cần nắm bắt trong môn đó. Thời gian còn lại các học sinh được tự chọn tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm chuyên sâu về các môn, các lĩnh vực. Nhìn vào các kỳ tuyển sinh mới thấy là trường chuyên hot tới thế nào. Nhiều bậc cha mẹ đổ xô và nộp hồ sơ cho con. Tuy nhiên, khi mà phụ huynh vẫn không thực sự xác định được cho con vào trường chuyên để làm gì, là vì con mình có năng khiếu, muốn phát triển năng khiếu, hay là chỉ để con mình được như con người ta, thì khi ấy, việc chạy đua vào trường chuyên sẽ tạo nên những cái nhìn méo mó cho xã hội. Khối lượng kiến thức thì ngày càng nặng và phức tạp, trong khi niềm đam mê của học sinh đối với môn chuyên thì ngày một sụt giảm. Thế nhưng trên thực tế thì vẫn có những nơi, những trường khắc phục được những khó khăn này. Điển hình như là trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ, với hướng đi mới là kết hợp lý thuyết với ứng dụng trong giáo dục mũi nhọn, giáo dục chuyên, từ đó tạo ra môi trường giáo dục năng động và sáng tạo. Giờ thực hành của lớp chuyên sinh trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Không dừng lại ở lý thuyết, học sinh nhanh chóng được thực hành trong phòng thí nghiệm để chủ động lĩnh hội kiến thức và ứng dụng vào thực tế. Việc học lý thuyết xuông sẽ rất là nhàm chán, cho nên việc thực hành sẽ giúp cho mọi người là suy nghĩ về những gì mà mình đã từng học để mà có thể ứng dụng tốt hơn.
học sinh luôn được chú trọng phát triển kỹ năng và năng lực tự học, tự sáng tạo, từ đó thêm hứng thú với học tập và không áp lực về số lượng kiến thức. Em cảm thấy là khi mà học sinh tự làm chủ thì đó sẽ là phương pháp học rất là hiệu quả, và em mong là mình sẽ tiếp tục được trải nghiệm những phương pháp học có thể tự làm chủ và tự sáng tạo như thế này. Các kiến thức thay vì hàn lâm cũng đã được nhà trường tinh giản và có chọn lọc để phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Chúng tôi đã hướng dẫn để học sinh có thể lĩnh hội kiến thức thông qua các hình thức trải nghiệm và các mô hình học tập. Thì các em có thể giải thích được những hiện tượng trong thực tế này, thực hiện các thí nghiệm, chế tạo được các thiết bị mà ứng dụng trong thực tế và có thể tìm hiểu được những cái mô hình kỹ thuật hiện đại. Đây là một buổi học nhóm của các em học sinh nội trú tại khu ký túc xá của trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh. Những năm trước đây, các em chỉ học với tài liệu có sẵn của trường. Giờ thì kiến thức học được mở rộng hơn khi các em được trao đổi với bạn bè và thầy cô giáo khác qua hệ thống học trực tuyến với mạng Internet nhà trường trang bị. Ngoài những buổi lý thuyết thì trường còn hỗ trợ cơ sở vật chất tụi em có thể tham gia các buổi thực hành và ngoại khóa để tụi em có thể hiểu sâu hơn, nắm sâu hơn về kiến thức. Giáo viên và học sinh chúng tôi cũng có cái điều kiện để tiếp cận với cái phương pháp, kiến thức và cái nguồn tài liệu cũng như là ngân hàng đề thi của cả các cuộc thi học sinh giỏi. Cái nguồn tài liệu nó mới hơn, cho nên là thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi của trường chuyên chúng tôi cũng đang dần dần được cải thiện. Những năm gần đây, học sinh của trường luôn đạt những thành tích nổi bật trên các lĩnh vực như thi hùng biện bằng tiếng Anh, thi sáng tạo thanh thiếu niên, Olympic quốc gia các môn khoa học tự nhiên trên mạng Internet. Đây là tiền đề để ngôi trường ở tỉnh miền núi Đắk Nông vượt lên khó khăn, vươn xa hơn nữa. Trước đây thì những học sinh mà có giải cao, giải quốc tế, giải quốc gia thì thường tập trung ở những địa phương có truyền thống đào tạo học sinh giỏi như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa hay Nghệ An. Thì vài năm nay, huy chương Olympic quốc tế và các giải quốc gia đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước rồi. Học sinh có những năng khiếu nổi trội ở các địa phương, thậm chí ở những tỉnh vùng khó, bây giờ cũng có cơ hội được bồi dưỡng, được học tập trong môi trường chuyên. Thực sự lãnh đạo phải quan tâm. Mà lãnh đạo quan tâm thì ngoài vấn đề đầu tư, thì hàng năm rất mong lãnh đạo của tỉnh, thành phố đều có một lần gặp trường chuyên của địa phương mình, nghe các em, thấy các em, biết cái của em và hỗ trợ các em cần thiết như vậy. Như vậy quan tâm phải sâu sắc hơn nữa. Thứ hai là cái trình độ từng trường chuyên phải tiếp tục nâng cao. Hiện nay thì hơn 70% đạt chuẩn. Làm thế nào đến 2025, 100% trường chuyên phải đạt chuẩn cái này. Đặc biệt là nên có cái ký túc xá chỗ ở cho các em. Cái thứ ba là đội ngũ giáo viên được có chế độ chính sách hợp lý hơn để thu hút những người giỏi làm quản lý và làm giảng viên, để các thầy cô giáo thực sự là năng lực và tấm gương đạo đức tự học sáng tạo. Trường chuyên phải có khả năng sáng tạo hơn các trường trung học phổ thông thường. Để họ có khả năng sáng tạo hơn thì mình cần tập trung vào bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về các năng lực phát triển chương trình nhà trường, những cái năng lực về nghiên cứu, những cái năng lực về giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học. Rồi một phần là mình đầu tư cái điều kiện cơ sở vật chất và mình tiếp tục đổi mới cái kiểm tra đánh giá của trường chuyên, tạo ra một cái sự quan tâm của cả xã hội đối với thầy và trò trường chuyên. Nhưng mà cũng phải giao trách nhiệm cho trường chuyên làm tốt hơn cái trách nhiệm của mình đối với cả hệ thống, đối với các trường trung học phổ thông khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận thấy là cần phải tiếp tục phát huy cái đề án 959 của chính phủ về việc xây dựng trường chuyên theo hướng là đạt được cái mục tiêu là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Mà đây cũng là một trong những cái mô hình nhà trường được phát triển theo cái mô hình hệ thống trường chất lượng cao. Và đấy cũng là nơi mà bồi dưỡng, phát huy năng lực của từng cá nhân. Cho nên cũng rất mong là chính phủ tiếp tục có những chính sách chỉ đạo với các bộ ngành, các địa phương có những cái chính sách phù hợp. Và thứ hai là với các bộ ngành và các địa phương thì bằng những hành động thiết thực cụ thể chăm lo cho cái việc phát triển và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cũng lưu ý các địa phương và các trường chuyên, đó là nhất quyết không được chạy theo thành tích, theo huân huy chương. Bởi vì câu chuyện học thật, thi thật, nhân tài thật được triển khai đầu tiên phải là các trường chuyên. Nếu vào trường mà học không phù hợp thì trước hết đó là nỗi khổ của học sinh, là nỗi vất vả của thầy cô và rộng hơn là nỗi lo của cả xã hội. Phải tránh được tiêu cực trong tuyển sinh, tránh chuyện ngồi nhầm trường. Bởi vì nhân tài không phải là câu chuyện của nhiều người, thế nên là cần có cách thức cho phù hợp.